Vậy mấy ông mấy hả, mấy ông mấy hả hả biết đánh con này thì dễ, đánh con này thì xài bộ diêm vương là đánh được đấy, hai cái cung thôi nha, cung đập cung gì cũng được rồi, vô bắn thôi. Bắn này hồi máu lại. Ngàn đam luôn nè. Đứng xa xa cho nó bơi qua. Đó. Không, rồi nó bơi lại nè, nó cái xả đam nó. Cái ngừng thấy không? Cái đổi, nó đổi hệ cùng mình, đổi hệ khác. Mình vẫn ưu tiên chọn hệ, vẫn ưu tiên chọn hệ điện, cung hệ điện đánh đam cao hơn. Ví dụ nó chọn hệ khác thì vẫn chơi hệ điện thôi, đừng bỏ. Thấy không? Đứng bên này ra bán đá bên kia. Nó chém thì cũng không có tới nỗi nào, bị chém một cái hai cái không ăn thua vậy đó. Rồi giờ dồn đam nè, giờ đã dồn đam nè, nhớ là đừng ăn lửa nha, đó đừng ăn lửa là nó sẽ không có gì ấy, đam không có gì chuyện. Ăn lửa là di chuyển à, đụng lửa là nó di chuyển lên nè đó, nhưng mà phải cho nó di chuyển ra giữa thì mình mới lượm được mấy cái vũ khí khác, còn không cho nó di chuyển ra giữa khó khăn. Hình như là mỗi một cái vị trí khác nhau thì hình như nó có một cái rớt một loại phẩm khác nhau. Này thì không chắc nha, này thì phòng